Video này mình thực hiện test hoạt động chiếc đài Sony to vật vã, có model là CFS1145SC. Chiếc đài này ăn điện 220V, đài 3 cục. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất quả đất, đó là 980.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Hay nói cách khác cụ thể hơn, tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền, người mua được quyền trả, người cung cấp như mình không có cái quyền trả tiền vận chuyển. Hân hạnh được phục vụ. Mình đã có một cơ số video chia sẻ với lại quý vị và các bạn rồi. Có video xoay nội thất rồi, xoay loa rồi. Tuy nhiên là cái loa bên đây theo hướng ta nhìn vào là bên tay trái nhá. Thì dính keo rồi, thế nên là không tháo ra được. Vừa rồi mình lại phải dính lại băng dính như này. Dính lại băng dính để cho nó che cái vết keo đi. Đấy, chỗ này nó bị thủng như này, vỡ này. Đấy. Thế nhưng mà loa thì nhìn sơ bộ bên ngoài này thì nhìn là rất chi là đẹp này. Đấy. Với lại nghe thì âm thanh của nó trầm ấm lắm, âm thanh của nó trầm ấm lắm. Thế nên là mình nghĩ nó là loa zin thật đấy chứ không phải loa zin là lời nói đâu. Cái loa bên đây thì vừa mới nội soi rồi. Loa bên đây thì 100% là loa zin thật chứ không phải zin là lời nói. Và xương loa của nó còn vàng khè nhá. Đấy. Đấy, mega bass chữ vàng đẹp này. Đấy, chữ màu vàng chứ không phải chữ bằng vàng nhé. Đấy. To, to, dài, cao. Bóng. Mình đã chuẩn bị kích thước ở đây. Có nhiều người chưa biết cái kích thước của cái đài này. Mình đo lại. Chiều dài là 68 cm. Số rất chi là đẹp, lộc phát. 68. Đấy, chiều dài là 68 nhá. Chiều cao của chiếc đài này là 21 mãi nhất. Chiều dài là lộc phát, chiều cao là mãi nhất. Chiều dài là 68 cm, chiều cao là 21 cm. Chiều sâu. Chiều sâu 16 cm. Nhất lộc. Ê, toàn những con số ấn tượng, con số tài lộc. Bây giờ mình thực hiện test radio nhé. Test line in chứ đi. Test line in. Test line in thì không nhất thiết là phải dùng cái tín hiệu. Vì line in mà lại tín hiệu không thông thì còn nói cái chuyện gì. Và cái đường line in rất ít khi hỏng. Nó có hỏng hỏng radio hay hỏng băng cassette thì line in thì rất ít khi hỏng. Sờ vào một rắc thì đương nhiên là một loa nói. Này. Đây. Đây nhá. Đây, sờ vào cái rắc đen này thì loa bên đây nói này. Sờ vào rắc đỏ này thì loa bên đây nói. Đấy. Nếu như sờ vào một rắc mà hai loa cùng nói thì chuyển trạng thái sang phan đình đáp chứ không bán. Equalizer vẫn hoạt động bình thường. Băng cassette thì quay lại cho mọi người xem rồi. Đấy, lắp hai cái bánh tì loại thượng hạng ấy. Tuy là bánh tì đã dùng rồi nhưng còn rất chi là tốt nhá. Dây cu loa thay mới rồi. Test radio. Radio thì xuống một nấc thôi, xuống một nấc này. 3. Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới xếp Hà Nội đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí. Ngày 7 tháng 3, theo số liệu. Ôi giời. Đúng là đôi loa còn zin thật, âm thanh của nó trầm lắm, trầm lắm. 150 đơn vị. Mà lại to mồm như cái này lại to mồm. Này nói nửa bản nghe thấy. Sáng ngày 9 tháng 3, Hà Nội tiếp tục diễn ra tình trạng sương mù dày đặc bao phủ trên bầu trời thành phố. Theo ứng dụng AirVisual, tính đến trưa ngày 9 tháng 3, chất lượng không khí tại khu vực Hồ Tây và Hà Nội nói chung ở mức rất có hại cho sức khỏe. Chỉ số AQI ở mức 202. Bắt đầu xuất phát từ 88 Hz. Radio của cái đài FM là 108, nguyên bản đài hàng xuất, nó không như đài nội địa nhá. Kéo lên 108. Nên học muốn có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn FM và Citaro. Không phải dùng thuốc cả đời. Vậy liệu rằng của anh Khánh khi đường huyết đã được kiểm soát tốt thì có nên ngừng thuốc hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên phó trưởng khoa nội tiết đái tháo đường,
Bệnh viện Nội tiết Trung ương ngay sau đây quý vị nha. Trường hợp cụ thể của mình thì chúng ta cần phải xem xét ví dụ đường máu lúc đói, đường máu sau khi ăn, HB1C và cái lượng thuốc chúng ta đang dùng là bao nhiêu. Tôi nói ví dụ có người đường máu nó trở về rất là bình thường nhưng mà chúng ta lại phải đang uống 3 viên thuốc để điều trị tiểu đường chẳng hạn. Thế thì nếu mà chúng ta đưa 3 viên thuốc đấy về trở về cái số 0 là một điều rất là khó. Bách loa này. Nhưng giả sử chúng ta đang chỉ uống loa bên này không được phép nói này. Hoặc là một viên thuốc tiểu đường bên này thôi nói này. Mà cái chỉ bên số này không được phép nói này. Thì chúng ta dễ bỏ được cái thuốc hơn. Thế câu chuyện ở đây là chúng ta cần phải biết xem là mức đường máu chúng ta bên ngoài này không có tác dụng vậy. Gì vậy đây. Nhưng mà đường máu ở đây tôi thấy chỉ báo cáo lúc đói mà chưa thấy báo cáo đường máu sau ăn và HbA1c cho nên nó cũng không chắc chắn là đã hoàn toàn bình thường. Nhưng cứ cho là các cái chỉ số bình thường thì chúng ta cần phải để ý đến một cái yếu tố nữa là chúng ta đang dùng bao nhiêu viên thuốc để nó được bình thường. Nếu càng nhiều thuốc để đường máu bình thường thì cái khả năng bỏ thuốc nó sẽ càng nhỏ đi. Trên thực tế, rất nhiều người cũng ở trong trường hợp giống như anh Khánh, đường huyết quan tâm và thường xuyên kiểu như là theo dõi nha. Đó. Rồi anh Nghiêm á là sắp tới có cái dự định gì mới không? Cũng chưa biết anh ơi. Chưa biết, đúng không? Chưa biết. Kiểu kiểu bình thường á, hôm trước nghe Tuấn nhớ là hình như là chỉ làm việc xung quanh nhà rồi nói chung là làm nông là chính hả? Dạ đúng rồi, làm nông anh. Đó. Thì thực sự là dạo này mình có trồng trọt hay là mình chăn nuôi gì thêm không? Dạ không, cũng như bình thường như được. Có thể đối thoại rất và dễ giải quyết trực tiếp ngay những cái vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thậm chí có những cái hồ sơ, những cái đã bị tồn đọng bao nhiêu năm và có thể có những cái... Nhưng... Ca nhạc không để được. Không nhìn thấy gì. Rất nguy hiểm. Nói chung là ô nhiễm, trẻ con người lớn ốm nhiều lắm. Các bệnh đường hấp, khí thải xe ô tô rồi là các thứ rồi nhà xây nhiều quá, không khí nó nặng lắm. Vâng, có thể nói là nhiều ngày qua thì chỉ số ô nhiễm ở Hà Nội thì luôn ở top đầu thế giới, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thế nhưng giải được cái bài toán ô nhiễm thì không phải chuyện dễ. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, vì sao ô nhiễm không khí ở Hà Nội lại ngày càng tăng như vậy? Vâng, đúng là cái vấn đề giải quyết ô nhiễm không khí thì không phải ngày 1, ngày 2. Chúng ta cũng không nên hy vọng là hôm nay chúng ta áp dụng một cái biện pháp nào đó và ngày mai, ngày kia hay tuần sau là nó có thể là đã giảm được, là tăng cường được cái chất lượng không khí. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải có những cái cách... Ca nhạc không để được, nghe thật ý. Nó dám đủ động cơ hay là bản lĩnh, cái sự gan liều để mà nó bỏ đây con bản sự ăn đây FM 102.7 đây này đấy 102.7 đến FM Citaro đây, thế nhưng mà đang ca nhạc không để được. Đấy đồ sộ okiki kudasai 104 này tsuki ni vietnamu no bunka to. Vậy thì sao đứa trẻ bình thường này nó phải tức tưởi để nó chọn con đường là phải đi bụi mà nó không biết nó đi ra đường rồi nó không biết là cái chuyện gì đang chờ đợi nó và nhà mai tư tiền đâu nó sống cơm đâu nó ăn nhà đâu nó ngủ mà nó cứ phải đi cái đã. Khi một đứa trẻ nó chọn mà phải đi cái đã đó là mình biết là con mình nó đã đến đường cùng rồi đó, nó tận cùng của cái sự uất ức rồi. Phương tiện giao thông cá nhân. Dạ. Chúng ta thấy rằng mấy năm nay cái xe máy tốc độ tăng trưởng là từ 10 đến 15% một năm. Dạ. Như thế đến hiện nay đã có 4-5 triệu cái xe máy rồi. Thế nhưng mà một cái điều đặc biệt là chúng ta không có kiểm soát cái khí thải xe máy. Dạ. Thành ra là xe máy có chất lượng không. Thế thì ở đây thì tôi cho rằng là đây cũng chính là một cái kinh nghiệm mà chúng ta cần phải được tuyên truyền. Ai em thì không bắt được, ai em xui lắm. Ai em thì chịu. Đây. Đấy. Ai em đấy. Ai em đấy. Cái này nghe radio chỉ nghe vòng sóng FM thôi. Mà chủ lực thì chúng ta chỉ nghe FM. Chứ còn ai em có hai sóng mà. Cái âm chất lượng âm thanh của cái vòng sóng điều biên này. Nghe nó chưa được ưng cái lỗ tai. Còn FM là vòng sóng điều tuần. Nghe nó sướng ngay. Tiếp đó hôn mê và tử vong. Vậy thì trong trường hợp trẻ bị hốc dị vật thì chúng ta cần sơ cứu trẻ như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ.
nghe sướng thật ý. Loa nó to, xong là công suất thì lớn, trầm ấm, thóc thì lại mềm. 980.000 đồng, con đài to vật vã như thế này. Có nhiều chiếc đài cùng mức thóc, phải gọi cái đài này bằng cũ tổ. Video sau thì sẽ test về phần băng cassette. Video này thấy dài dài rồi, bây giờ mình dừng ở đây. Chào sông mã anh hùng, chào các đồng chí. Merci, merci beaucoup.